Anh giỡn mà, mấy Châu ơi. Tỉnh mấy Châu, tỉnh đi. Anh em ơi, mấy Châu bị xỉu rồi, kêu tôi xe cấp cứu ấy. Anh giỡn mà, mấy Châu ơi. Tỉnh mấy Châu, tỉnh đi. Chào mừng các bạn đã đến với channel của bà Brain. Và hôm nay mình có một cái ý nghĩ rất là táo bạo về những gì từ trước đến giờ mình đã chôn bé Châu về những sát nhân, đúng không? Thì hôm nay mình còn nghĩ ra một cái ý tưởng táo bạo hơn. Đó chính là mình sẽ làm cái đầu của Jason. Và mình sẽ giả làm một anh chuyển phát nhanh, gửi cái món quà đó cho bé Châu. Mình bảo đảm rằng bé Châu xem xong nhiều khi bé Châu xỉu luôn các bạn ơi. Cho nên là mình phải làm sao cho nó thật là ghê gớm ở cái đầu, đúng không? Cái đầu của Jason. Rồi tất nhiên là mình phải cho thêm cho thêm máu me đồ vô nhìn nó mới ghê, đúng không? Đó, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô công cuộc chôn bé Châu nha các bạn. Phải đi photo và đóng gói quà đó các bạn ơi. Để làm thành một cái đầu của Jason mình nghĩ là khá là công phu và khá là khó, cho nên là mình không biết nữa, kệ tới đâu tới. Mình đang có mặt tại trước cửa hàng của photocopy và bây giờ mình sẽ đi vô mình photo một tấm ảnh của mặt nạ Jason nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình bắt đầu công cuộc đi tìm hình ảnh của Jason. Ủa sao trong camera cái khúc này nó bị tùm lum đó ta? Ok, không sao, nhưng mà ở ngoài thì mình thấy nó không có bị gì hết các bạn ơi. Ok, tấm nào đây mọi người? Rồi anh tấm này đi, anh photo cái ra cái bảng A3 màu á, mà lấy khuôn mặt của cái này thôi. Màu hả? Dạ, in màu vậy. In màu đó, đây là cái mặt Jason các bạn. Mình không hiểu sao trong video nó lại bị chớp cái ngay cái bảng nữa, nhưng mà ở ngoài nó không có bị. Nó ra nè các bạn ơi. Ủa sao ra nhanh quá ta. Và bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đến công cuộc làm thành cái mặt nạ này nha. Ok, mới giấy bỏ để mà chút nữa mình làm cái đồ đột ở bên trong đó các bạn. Đó nè. Hên quá chút thôi, còn phải kiếm. Ok, bây giờ tiếp tục mình sẽ đi làm tiếp và lấy làm thêm cái hộp quà. Bây giờ mình với là anh Hiệp Lobby đã hiện tại đã có mặt tại nhà sách rồi. Bây giờ mình sẽ tìm những dụng cụ mà chúng ta phải cần để mà mua nha. Máu. Đây bút lông. Bút lông đây rất nhiều luôn nè. Mình mua hộp mực thôi, khỏi mua. Đúng rồi, mua hộp mực thôi. Là một cái tí nữa là lỗ rồi. Bằng keo này hả? Cái này một mặt mà đúng không? Rồi lấy cái này đi, nhỏ thôi. Tại vì cái này cũng không nhiều lắm. Rồi, ý là bây giờ mình ra mình làm cái đó đã. Rồi sau đó mình đưa cho người ta đồng gói. Cái một bút lông bạn đỏ là 42.000 lận. Ghê không? Cái hộp nhỏ xíu này 42.000. Đậu sao anh tốn tiền rồi. Hồi nãy ở ngoài kia là ồn quá, cho nên là mình sẽ kiếm một cái chỗ yên tĩnh hơn để mà mình làm. Đây sẽ là cái lõi bên trong cái đầu nha các bạn. Cách thiết kiệm không đại diện của mình. Kệ đi, làm đại đi. Nhiều khi á nó phải méo xẹo rồi tùm lum nó mới ghê, chứ cái đầu mà tròn quá nhìn bình thường, hiểu không? Ai cái đầu. Ok, chưa xong các bạn ơi, chưa xong. Đây, đây là thứ quan trọng. Ồ. Đây mình đã cháy sành. Rồi. Trời nó bị gãy luôn các bạn ơi, nó bị gãy ra màu luôn rồi. Tại vì cái giấy này nó đánh màu vô, khi mà mình bẻ gấp gãy nó bị gãy luôn rồi. Cái bóp là nó bị trời ơi, cái tay của tôi quá, nó ra màu. Đầu xanh cái này nó ra màu. Tại vì cái này á, cái tờ giấy này á, nó mới đánh màu ra, cho nên là màu nó ăn chưa kỹ các bạn ơi. Đầu xanh. Xui, cái tay của mình là đen xì lì luôn rồi. Đầu xanh ban đầu đẹp biết bao nhiêu, giờ cái tự nhiên nó mất hết nửa cái mặt ở phía dưới rồi. Giờ chỉ còn đúng cái mặt này. Nhưng mà thôi kệ, nhìn thôi là hết hồn rồi. Trời ơi, hết 42.000 của chui. 42.000 ăn được 2 tô phở ngon lành luôn á. Ôi các bạn nhìn thấy ghê quá hả? Ghê không?
không, ghê không? Đậu về đi. Ghê không? Nè. Ghê không? Ta đã giết được Jason. Ta đã bước được đầu của Jason. Không ai chống cự được Bảo Ren nữa. Bảo Ren kiểu như dạng như kiểu bất bại rồi. Bảo Ren đã ra tay giết được Jason rồi. Đó. Và tiếp theo là mình sẽ bao vô trong trong cái này. Ê trời mưa rồi. Trời mưa hả? Ôi shit. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ở trong đây nó có cái ấy nó mực. Bây giờ mình sẽ lấy cái bao này để mà mình bao đầu thì. Đó rồi, thấy không? Giờ mình đã chơi sành nên mình bao vô. Đó, đó. Chút nữa bé Châu mà mở ra mình nghĩ là bé Châu nhìn thấy mới cho tưởng cái đầu bé Châu xỉu luôn đó. Vậy tức có nghĩa là trong nhà sách sẽ không có gói quà ở bên ngoài đem vô. À, mua hộp này thôi hả? Đúng mua hộp đẹp. Hộp trái tim đâu. Tờ. Cái này bự nè. Cái chữa. Ừ, cái má để CD không à. Hoặc là cái này. Ui nhỏ. Hộp này hả? Ừ. Hộp này thử xem. Ui vừa. 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 Khít luôn. Vừa khít luôn. Rồi hộp đó đi. Chiến chiền rồi sao lên khúc đau lòng của Bảo Ren. Nó tay bị dơ nữa chứ. Ôi trời, chín một tay không nghe. Thôi xong rồi, cái này hết 100.000 rồi các bạn ơi, buồn thiệt. Mình đã có mặt tại nhà và bây giờ là sẽ đến phần quan trọng nhất, đó chính là mình sẽ chôn bé Châu. Mình vẫn không biết là kết quả là sẽ thành công hay không, hay là bé Châu có phát hiện ra đó chính là cái đầu giả hay không thì mình chưa biết. Bây giờ mình phải lên mình xem xét là bé Châu đang ngủ hay là đang làm gì thì bắt đầu mình mới có thể để camera được, các bạn hiểu không? Ok. Cái con quỷ chó bên nhà này lúc nào nó sủa mình. Bây giờ mình sẽ lấy ra vô xong rồi mình sẽ ấy. Bây giờ anh Hiệp phụ em vậy nào. Anh Hiệp á, cầm cái quà này. Sao? Chút nữa em lên trên phòng bé Châu đúng không? Ừ. Em kêu em nói chuyện với bé Châu khoảng tầm cỡ một phút. Một phút thôi, có nghĩa là bây giờ em vô xong rồi bắt đầu anh đếm một phút. Sau một phút đó xong rồi anh kêu là hả, có người tặng quà cho bé Châu, người ta mới mang hàng đến, hiểu không? Rồi chút hồi anh đưa cho bé Châu rồi hả nha. Cái xong rồi bé Châu hỏi là của ai á thì anh kêu là hả, của chuyện phải nhanh tới. Ừ, không biết của ai, đúng rồi. Ok. Cứ kêu không biết của ai thôi, ký nhận thôi, đưa lại bé Châu nha. Rồi bây giờ em sẽ lên đem. Em sẽ lên xem bé Châu như thế nào. Không biết bé Châu đang làm gì nữa các bạn ơi. Hello. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Đâu, nó không biết quay là quay vlog đời thường chơi thôi. Ủa, nãy giờ trong đây làm gì đây? Tấn Hạ chơi à. À vậy hả? Ừ. Hình như đâu sắp đến mà lâu là sẽ đến sinh nhật em hả, đúng không? Đúng rồi, tháng 3 là mà. À, tháng 3 hả? Giờ mới tháng tháng thứ 8 mà. À giờ tháng 8, còn nửa năm nữa mới tới sinh nhật em. Quên. Nhưng mà mỗi khi anh thấy đồ á, có mấy ai đồ hay tới tặng quà cho em đó. Có đâu. Đúng không? Hình như ai yêu thích hay là fan hâm mộ tặng quà cho bé Châu á. Có bữa thấy có cái hộp quà nhỏ rồi mấy bạn tặng á, cái lúc mà có lúc có bánh có kẹo nè, đúng không? Đó rồi sáng giờ trong đây làm cái gì? Chơi thôi. Nghe nói bé Châu sợ gì ta, sợ rất nhanh đúng không? Sắp có phim siêu cá mập ở rạp chiếu phim ra rồi, đi coi không? Coi. Đó coi hả? Đó. Ủa anh nghe gì kìa? Tiếng Hiệp hay sao á? Tiếng Hiệp hay sao á? Đó. Mình để đây. Để xem một chút nó có chuyện gì xảy ra. Ủa ai tặng quà bé Châu vậy? Không biết đâu, tự nhiên anh Hiệp
ơi. Dạ, quà này to rồi đó. Quà của bảo anh thì sao? Quà của bảo anh. Anh Hiệp ơi, quà của anh Hiệp. Của anh được, của anh. Của cho em mà. Của anh, kêu của anh em. Của anh em. Họ cho mở luôn á. Quà to mà của ta đó. Cái gì ghê ta? Đâu ghê đâu. Còn không mở được ghê này kìa. Ủa gì vậy? Gì mà to dữ vậy? Trời trời cái đầu giả gì đâu trời. Bây giờ ơi, bây giờ nhớ mà nhớ bây giờ ơi, bây giờ ơi, bây giờ giờ anh dở mà bây giờ ơi, tỉnh bây giờ tỉnh đi. Chết rồi, chết rồi. Sắp đến mà lâu quá sẽ đến sinh nhật em hả, đúng không? Đúng rồi, tháng 3 lần mà. Anh dở. Giờ tháng 8, còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật em, quên. Thích người bạn.